Hello mọi người, như vậy là sau cái Tết đúng không? Mình sau Tết mình trồng cái im lăng này là Tết là tháng mấy nghe à? Anh nhớ là mùng 10 mùng mùng mấy Tết anh ra sẽ đi đi Anh tam trúc đó, vừa mới Tết xong. mùng 6 mùng 7 Tết gì đấy là đầu tháng 2 đúng không? Thì Phúc ra Phúc làm một cái im lăng phía bên này, mình đã cấy xương rồi, bác sĩ mình cấy xương rồi. Và ở đây thì lúc đó làm ở bên 80 mấy Bùi Thị Xuân, 87 Bùi Thị Xuân, bé Dental. Còn bây giờ thì Phúc đang ở số 31 ngõ 23 Lê Văn Lương, một cái chi nhánh nữa của Medental. Nói chung là Medental bây giờ phủ sóng cả nước rồi mọi người, bây giờ đi đâu cũng gặp Medental hết. Thì hôm nay là gắn cái răng đây nè, gắn cái răng yên ra đây và ngon lành luôn, và vẫn là bác sĩ Bình. Mặc dù bác sĩ Bình bây giờ là đông khách, tại vì không hiểu tại sao sau khi dịch xong thì lý ra người ta đã ít khách đi, người ta đóng cửa, thì bác sĩ Bình lại mở thêm chi nhánh và rất đông khách. Vì sao vậy Bình? May gặp anh Phúc người đông khách. May gặp anh đông khách. Bình, với cái trường hợp mà những cái người mất răng như anh thì ngoài cái kiểu như im răng ra thì mình có những cái phương pháp hay có cách gì để mà mình giúp cho họ hồi phục răng lại không? Tốt nhất không? Implant là giải pháp tốt nhất rồi anh. Trước ngày xưa khi chưa có implant thì mình có thể làm cái hàm tháo lắp, hoặc là người ta làm cầu răng, hoặc là hàm khung, hàm tháo lắp hoặc cầu răng. Và đến giải pháp tốt nhất bây giờ hiện tại đó là implant, là một cái giải pháp tiên tiến nhất thế giới, hiện tại đang được áp dụng khá là phổ biến. Nhưng mà không biết sao nha, là tại vì là bản thân anh làm ở đây anh rất yên tâm mà thấy nó chắc chắn ấy. Kiểu như nó thật ra nó cũng không đau nè. Mấy lần mình nhớ mình mổ, mình nhổ xong mình đi nhậu xong mình bay về luôn Sài Gòn mình cũng không đau. Rồi rồi mình làm thì anh có live stream đó, lúc đó thì mọi người có live stream coi trên Facebook của Phúc, là tới bây giờ là cái clip đó là anh thấy cũng mấy trăm ngàn người coi đó, share rất là nhiều. Thì sắp sắp tới là bố mẹ anh về thì anh cũng sẽ đưa đây bố mẹ anh ra kiểm tra và làm răng. Còn một số người thì đang chờ tình hình nói chung ổn định, nên là mọi người cũng hơi sợ tí xíu, mặc dù cái con Omicron này nó yếu nhưng mà cũng chờ cho nó ổn. Và các cái đường bay, tuyến bay thì tới bây giờ là bỏ những cái xét nghiệm ha, những cái tờ mà khai y tế, nói chung là bây giờ phương thức nó đơn giản hơn, nhưng mọi người vẫn cẩn thận là chờ một tí xíu. Chắc là phải một hoặc 2 tháng nữa thì mọi người sẽ hoạt động lại bình thường. Nhưng mà ở đây riêng Hà Nội của Bình tại sao vẫn đông khách như vậy? Em có bí quyết gì mà khách vẫn bây giờ mọi người 6-7 giờ tối mà khách vẫn full lực mà không anh em không đi nhậu được, vì sao nè? Em cũng không biết, nhưng mà chắc là tại người ta tin tưởng mình, hoặc là ở Medden tôi có cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, với cả là cái Medlantor là một cái hệ thống trực thuộc Medlatech, cũng là một cái đơn vị có thương hiệu của hơn 25 năm rồi. Nên là đó là những, ngoài cái năng lực của bác sĩ rồi là đội ngũ chăm sóc cũng như là cái uy tín thương hiệu của hệ thống, em nghĩ là tạo được một cái niềm tin cho khách hàng. Nên là có lẽ là giờ này tại sao cứ thở nó vẫn đông khách, là có lẽ là như thế. Ít nhất là có anh Phúc đến nữa thì bản anh thân Phúc anh tin là tưởng thì người khách hàng sẽ tin tưởng thôi. Anh quá bận luôn, nhưng mà tại vì đó mọi người cũng phải quay sắp xếp, bây giờ quay liên tục đó. Bây giờ mình thấy là bây giờ 10 ngày nay là quay ra đây là 10 mấy ngày mà quay liên tục luôn, mai quay nữa xong mới về là đi Trường Sa. Thì thực ra là quay rất là nhiều nhưng mà vẫn tranh thủ tới. Và thật ra ở đây anh thấy đội ngũ các bạn rất chuyên nghiệp nha, hẹn hò giờ giấc rồi khách, rồi có các anh hôm qua anh quan sát có các cô khách vào là khen, có các cô mà không có kịp quay tại vì qua là lo lên em xong không không đem máy này theo, tại anh có một cái máy riêng, một cái máy để quay nó tới 1T lượt để quay thôi thì không cầm theo nên là cô không quay. Thì cô khen mà cô nói là ở đây là các bạn rất là chuyên nghiệp, rồi hồi xưa thì cô hay đi vào viện gì đấy nhưng mà sau đó bạn cô nghỉ, thế là cô đi qua bên Bùi Thị Xuân, cô thấy đẹp quá và cuối cùng cô về đây tại vì gần nhà đó. Mà cô phải phải làm bác sĩ Bình cơ, nói chung là khách bác sĩ Bình ở đông, nhưng mà anh thấy các bác sĩ đây đều giỏi mà, đúng không? Là các bác sĩ đây đều rất là giỏi, nhưng mà tại vì người ta quen làm em ấy, người ta hay làm. Với cái trường hợp của anh thì bây giờ tình hình như thế nào, là sau khi em thăm khám xong và gắn cái răng implant vô thì xong thấy như thế nào? Hiện tại đến giờ mọi thứ đều rất là tốt. Chắc là hy vọng là với cái chế độ ăn và vệ sinh hợp lý, như anh đừng ăn đồ quá cứng vì implant nó không chịu được những cái lực tác động quá, tức là lực nó cắn, lực chéo hoặc là những cái áp lực nó quá tải thì có thể sẽ gây quá tải lực, có thể gây tổn hại cho implant. Còn về cơ bản em nghĩ là một cái implant nó đạt tiêu chuẩn nên không có gì phải lo cả. Nói chung là bớt bị vợ đánh đập đi thì không có sẽ không sao cả, tại vì chị Phượng đánh quá nhiều. Và ăn uống thì cũng thoải mái thôi, không có phải nó kiêng món gì không, thịt bò thịt gà hay gì cơ. Những cái đồ mà nó dai quá cần có, mình sẽ đưa ăn vô răng hàm mình nghiến thì mình có thể, để em vừa nói nó có những lực tác động theo phương chéo thì nó sẽ gây tổn hại đi implant. Nên là mình ăn chế độ ăn cũng đồ nó đừng ăn đồ, mình ăn đồ mềm và cái lực nhai nó vừa phải thôi. Kết hợp với chế độ vệ sinh răng miệng tốt cũng như khám định kỳ thì em nghĩ là
nó sẽ rất là tốt thôi. Tại vì trước là anh trước cũng là anh đến là với tình trạng là đang bị viêm. Nó viêm và nó chảy máu rồi nó vâng. nó tùm lum hết đúng không? Và nó sâu nữa. Vâng. Cái răng sao mình gắn á. Nhưng mà cái implant trước của mình làm cho anh thì các bác sĩ ở trong Sài Gòn á, nó là khám cho nó ok, cái này làm rất là tốt và rất là ok, tại vì hồi đó anh tính làm cái bắt cầu. Nhưng mà khi mà làm cái implant thì bạn nói anh bác sĩ Bình làm cho anh thì tốt hơn là cái bắt cầu, tại bắt cầu thì nó không có bảo đảm lâu á. Implant thì nó vĩnh viễn mà nó tốt hơn, nhưng tùy theo cái mức độ xương rồi răng của mình. Còn chế độ ăn nhai nó cũng khá quyết định khá là nhiều đến cái độ tồn tại độ bền của implant nữa. Rồi. Ở đây thì có cái hotline nào, có số điện thoại nào để cho mọi người gọi tới đặt hẹn hay gì không? Nếu mà ở Lê Văn Lương, tại vì ở Bùi Thị Xuân thì mọi người biết rồi, 87 Bùi Thị Xuân. Tất cả đều có cái số hotline trên tổng đài, số bao nhiêu Quân? Bao nhiêu Quân đọc cho anh nghe coi, 09 mấy? Không nhớ luôn à. Cho cái số coi, tổng đài đi cho anh cái số tổng đài, chờ bác sĩ Bình kể không sao đó. Mọi người rất là thích cái sự chân thật, tại vì thực ra anh quay bác sĩ Bình là anh mọi người rất thích coi. Cái mới bấm số tổng thôi. Tí nữa anh gửi cho anh Aerobe nguyên clip này cho em. Em gọi qua anh tìm số. Chờ chút bạn Quân check cái phần bộ phận khách hàng. Ở đây anh thấy là mọi người rất là dễ thương nha. Mà tận tâm. Thật ra mọi người rất là mong một cái MedDental ở trong Sài Gòn. Thì chắc là anh nghĩ Bình ổn với mình cũng training. Tại vì thực ra đội ngũ bác sĩ trong đó anh nghĩ là cũng giỏi mà. Nhưng mà mình có thể là mình... Sắp tới bọn em cũng có một cái cơ sở trong Sài Gòn nha. Đúng không? Dự định là anh... Dự kiến là trong năm nay bọn em sẽ phát triển thêm 1-2 cơ sở trong Sài Gòn. Thì anh sẽ tới anh thăm khám thì nó sẽ gần hơn, là đỡ phải bay ra Hà Nội được. Ra đây là chỉ để đi nhậu thôi mọi người ơi. Còn đi khám là sẽ trong... Có số chưa? Đúng rồi. Là bạn anh coi. Cái số này nha mọi người. 083-828-8688. Đây là số tổng đài. Nhắc lại lần nữa nha, 083-828-8688 là ở Lê Văn Lương đúng không? Số này mọi người đặt có thể đặt hẹn ở Lê Văn Lương. Còn cái số mà bên Bùi Thị Xuân thì mọi người có tổng đài chung có không? Đây là cái số Lê Văn Lương đó, ai mà hỏi số Lê Văn Lương, tại vì có những người các bạn á, ở Lê Văn Lương gần ở đây mình thì sẽ tới Lê Văn Lương thẳng ở đây. Còn cái số tổng đài chính. Số 31 ngõ 23 Lê Văn Lương, tổng đài chính thì có không? 1900-400-66. 1900, coi. Đây số tổng đài chính là mọi người 1900-400-66. Có là sẽ có liên hệ chỉ số phí 1 là gì, phí 2 là gì đúng không? Và sẽ có các cái cơ sở rồi. Có nghĩa là ai thích ở gần cơ sở nào sẽ đi cơ sở đó. Nhưng ai gặp bác sĩ Bình thường xuyên thì tới 1 là đây. Vì đây là nhà bác sĩ Bình luôn. 2 là Bùi Thị Xuân thì hay gặp nhiều nhất. Còn các cơ sở khác thì mình cứ hẹn thôi. Thì ok, chắc là bác sĩ Bình sắp xếp được tạm thời. Bây giờ hơi bị đông quá tải tí xíu nhưng mà thời gian sau sắp xếp được. Ok, rồi tạm thời là cái clip này là đã 8 phút rồi, thường là 2-3 phút thôi, là 8 phút là cũng nhiều rồi ha. Mọi người nhớ share và like và subscribe kênh YouTube MC Chí Hồng Phúc nha. Còn bây giờ bác sĩ Bình sẽ hát cho mọi người một bài. Xin mời bác sĩ Bình. Mọi người, chúng ta hay là nhiều. Chào mọi người. Bye bye nha, ok. Bye bye. Bye mọi người.